Hạnh phúc đến vạn gia vừa chiếu, khán giả đã mong nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Hạnh phúc đến vạn gia của Triệu Lệ Dĩnh phát sóng những tập đầu tiên, khán giả cảm thấy vô cùng ức chế. Trước khi phát sóng, Hạnh phúc đến vạn gia rất được mong chờ. Sau khi chiếu những tập đầu tiên, phim cũng thu về thành tích khả quan. Tuy nhiên, tác phẩm đã khiến khán giả ức chế dù mới vừa phát sóng. Nguyên nhân nằm ở phân cảnh đám cưới của Hạnh phúc Triệu Lệ Dĩnh. Vào ngày thành hôn của nữ chính, em gái của cô đã bị khách mời nhà trai ức hiếp. Thậm chí nếu Hạnh phúc không đến kịp, nạn nhân còn có thể bị cưỡng bức. Đang nói đối tượng giở trò xấu lại là con trai của bí thư. Vì không muốn đắc tội với quan trên nên gia đình chồng và mọi người đều nói khách mời chỉ náo hôn. Theo tập tục thời xưa của Trung Quốc, náo hôn hay náo động phòng là cách tạo không khí náo nhiệt. Ngoài ra nó còn là một cách chúc mừng cô dâu và chú rể trong ngày thành hôn. Nhưng ngày này, tập tục này bị biến tướng thành nhiều trò tiêu cực. Thực tế con trai của bí thư vốn đã có ý đồ xấu. Chỉ vì không muốn gặp họa nên bố mẹ chồng nhất quyết bắt nữ chính phải cúi đầu xin lỗi người ta. Thời điểm này, điều hạnh phúc cần là được chồng đứng ra bênh vực. Tuy nhiên chồng cô là kẻ nhu nhược nên không biết bảo vệ vợ. Tình tiết này khiến nhiều khán giả cảm thấy bực mình. Cư dân mạng nhận xét nữ chính tên Hạnh Phúc, nhưng ngay phần mở đầu đã thấy bất hạnh rồi. Mọi người cứ ngỡ ngàng Hạnh Phúc có thể sống yên ẩm an vui bên chồng, nhưng sau khi thấy người chồng nhu nhược kia, đa số khán giả đều cổ vũ cô ly hôn sớm để được giải thoát. Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận thể hiện sự bất bình trước phần cảnh này như sau. Coi phim tức vạn chuyên gia 1 thì tức ba mẹ chồng Hạnh Phúc 10, nịnh nọt gì mà ghê thế. Phải nói một câu, phim rất chân thực nên án những tập tục bị biến tướng. Ở nông thôn cũ vẫn còn tập tục náo hôn như vậy, lấy phong tục làm cái cớ để vi phạm pháp luật. Coi thì tức đó nhưng lại phản ánh chân thực tình trạng những năm 2000 của nông thôn xưa. Tức đến nỗi vừa xem vừa chửi, được cả gia đình chồng lẫn chồng đều chán. Đúng là khác máu tanh lòng. Xem mặt tức thở phập phồng, lợi dụng tục xưa để quấy rối người khác, ghế vào đầu là còn nhẹ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.